À, vâng, thưa quý vị và các bạn, và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi với các vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số hình ảnh về những lưu ý cụ thể trong việc chăm sóc cũng như là sơ cứu trẻ khi trẻ mắc ngộ độc thực phẩm tại nhà. Khi con có biểu hiện nôn nhiều, chị Thảo để con nôn được càng nhiều càng tốt để đưa hết thức ăn bị nghi ngờ gây ngộ độc ra ngoài. Chị luôn dùng khăn sạch để lau miệng sau mỗi lần nôn cho con, để tránh thức ăn có thể bị sặc lên mũi hoặc xuống phổi. Sau mỗi lần nôn chớ, chị nhỏ nước muối sinh lý và hút mũi cho con. Đây là một việc làm rất cần thiết. Chị Thảo hiểu rằng khi con bị nôn, tiêu chảy nhiều, con sẽ bị mất nước và rối loạn chất điện giải, cơ thể mệt lạ. Vì vậy, chị đã cho con uống Orezon đầy đủ, đúng cách và đúng liều lượng. Để giúp con đỡ mệt, chị nấu cháo loãng với thịt nạc, cà rốt cho con ăn với hy vọng con ăn được chút nào sẽ mau khỏe chút đó, đồng thời đưa thêm chất xơ vào cơ thể. Theo kinh nghiệm của chị, việc đưa thức ăn mới vào sẽ giúp kích thích những thức ăn cũ bị tống hết ra ngoài, tình trạng bệnh sẽ mau khỏi. Đồng thời, sau khi sơ cứu chưa thấy con bình phục ngay, có hiện tượng khó thở, uống Orezon dù ít một vẫn bị nôn, chị đã nhanh chóng đưa con tới viện để được các bác sĩ điều trị kịp thời, tránh nguy hiểm cho con. Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Văn Bàng, chúng ta vừa theo dõi một số hình ảnh, bác sĩ thấy là cách xử trí của chị Thảo như vậy là có đúng hay không? Và ngoài ra thì các bậc phụ huynh có thể làm được những cách xử trí như thế nào tại nhà khi mà trẻ mình có những dấu hiệu của việc bị ngộ độc thực phẩm ạ? Vâng, tôi thấy là cái cách xử lý của chị Thảo đối với cháu bé là đúng rồi, bởi vì là sau 2-3-4 tiếng đồng hồ thì cháu mới bắt đầu có một vài triệu chứng của như vậy, sau đó là triệu chứng nó nổi bật lên, nó nôn rất nhiều, mà chúng ta phải tránh, không được dùng thuốc cầm nôn, đặc biệt không được dùng thuốc cầm mỉa, bởi vì cơ thể chỉ có một phương tiện duy nhất là tống chất độc ra bằng đường dưới, mà nếu chúng ta cầm ỉa thì nó nằm lại trong cơ thể và nó hút hết vào trong người và càng ngộ độc nặng hơn. Cho nên đây là trường hợp rất là cần phải lưu ý, và cách duy nhất là như chị Thảo làm là đúng, nên cho cháu ăn sớm. Đấy là cái điều thường các cụ mình cứ bảo cho nó nghỉ ruột, nhưng thực tế không phải, nếu càng nghỉ bao lâu thì ruột nó càng không hoạt động và cái chất độc càng cứ đọng lại, còn có thức ăn bao nhiêu thì thức ăn vừa pha loãng chất độc vừa là cho ruột hoạt động trở lại, cho nên là nó khỏi bệnh và đỡ bệnh rất nhanh, đồng thời đứa trẻ nó cũng được cung cấp năng lượng, nó sẽ khỏi nhanh hơn. Cố gắng đưa được một chút là nước nào vào trong cơ thể để phòng mất nước thì tốt, và thấy nặng phải đưa cháu đi bệnh viện thôi. Vâng, rõ ràng là chúng ta hoàn toàn có thể có được những cách để có thể xử trí kịp thời trẻ ngay tại nhà. Tuy nhiên tất nhiên là tùy vào cái trường hợp của trẻ, nếu như mà nhẹ thì hoàn toàn có thể xử trí tại nhà được. Tuy nhiên nếu như mà trẻ mà bị ngộ độc thực phẩm trong cái tình trạng nặng mà sau 1-2 tiếng mà vẫn không thấy đỡ thì chúng ta tất nhiên là chúng ta phải đưa tới bệnh viện kịp thời để các bác sĩ có thể chẩn đoán như điều trị.